Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang T-Shop. Thì bữa hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần footer của cái trang web ở bên dưới này. Đó, thì tôi sẽ đi làm cái footer, phần footer ở đây. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tương tự như cái phần footer ở bên này. Đó. Thì tôi sẽ bắt đầu đi viết code. Thì tôi cũng bắt đầu đi viết code thì tôi cũng sẽ mở cái trang index lên và tôi sẽ viết code. Thì tôi mở cái trang index lên như vậy. Đó, thì tôi sẽ viết code ở đây. Cái dòng tháp bột này thì tôi không cần nữa, tôi bật đi tiên thì tôi tương tự thì tôi cũng có cái thẻ xích sạch. Session này thì tôi có cái class cho nó là bằng session footer. Rồi bên trong nó thì tôi có thẻ ít. Ít này tôi sẽ cho nó cái ID là bằng if subscribe. Và tôi cho nó cái class là bằng new letter. Rồi tiếp theo thì đây tôi có cái thẻ tôi if tiếp. If này tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi, bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó class là bằng join. Rồi, tiếp tục thì ở bên dưới này thì tôi có cái thẻ h6. H6 này thì bên trong thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là join Now mail nick. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới nó thì tôi lại có cái thẻ đi nữa. Thẻ đi này tôi sẽ cho nó cái class là bằng subnet right. Rồi bên trong nó thì tôi có cái thẻ form. Rồi bên trong thẻ form này tôi có cái thẻ input. Rồi input này tôi sẽ cho nó cục thai bằng test. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái value. Value thì tôi sẽ cho là enter your email. Yeah. Click cho save và tôi đi refresh lại trình duyệt thử. Tôi nhìn cái này hiện giờ thì ở bên dưới này cái phần footer của tôi hiện giờ nó như vậy, nó đã có được hai cái có cái ô title và cái text box như vậy, thì tôi chưa biết chỉ tay cho nó nên nó như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính, tôi sẽ cho nó là onFocus. OnFocus tức là khi mà người ta đề chuẩn, người ta nick chuẩn cho cái ô text box khác thì tôi muốn cho nó cái nội dung là bằng rỗng thì tôi sẽ có ít chấm value là bằng rỗng như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là on blur. Tôi cho là thì bên trong thì tôi sẽ có cái là ít. If.value là bằng mà bằng đỗ cống thì ta sẽ cho cái value này gán cái value này bằng enter your email here.
Control to do sai. Control to defend lại trình duyệt. Đó cái bút tài của tôi. Ví dụ như bây giờ khi mà tôi chưa nick chuột cho thì cái nội dung của nó là enter so email here, nhưng mà khi mà tôi chẳng hạn thì tôi re chuột cho đó thì cái nội dung của nó là bằng rỗng liền. Đó, tôi bỏ ra ngoài thì nó lại có cái nội dung như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi lại có thêm một cái thẻ input nữa. Input này thì tôi cho nó type là bằng submit. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái value subscribe. Đó, tôi cho sạch. Rồi tôi defend lại trình duyệt. Đó, thì cái phần này hiện giờ nó như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết chỉ tay để chỉnh cho cái khối chỗ này, chỗ phần footer này. Thì tôi sẽ đi tạo ra thêm một cái folder z và do cái folder scs, do folder layout, và tôi tạo ra thêm một cái file nữa là file footer.scs. Tôi chọn z. Rồi tôi cũng bỏ cái file này lên. Tôi cũng đi thoát cái file footer.scs này vào cái file main này. Chỗ này tôi sẽ sửa lại thành footer. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết chỉ tài một số cái chỉ tài cho nó. Rồi tôi sẽ bắt đầu đi viết chỉ tài cho nó như sau. Thì tôi ở trên này tôi cũng ghi chú cho nó lại là style for section footer. Rồi đầu tiên thì ở bên này thì tôi có cái class là bằng section footer như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Đầu tiên thì tôi cũng cho nó cái min height. Tôi cho là 100 pixel. Tiếp theo là tôi cho nó cái background. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái màu dark color. Thì đây tôi sẽ khai báo thêm cho nó một cái biến là dark color. Tôi sẽ cho nó cái màu là thăng E9. Rồi EFF. Tôi sẽ cho nó cái thêm cái mã màu này. Tôi sẽ copy cái tên cái map vào này và tôi bỏ qua bên này. Rồi tôi sẽ đi cho save. Rồi tôi được vẽ lại trình duyệt. Đó thì giờ nó có cái màu như vậy. Rồi tôi cũng cho nó thêm cái thuộc tính là mặt in top. Tôi cho là khoảng 40 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defend lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn nề lại cho tôi mặt tin top của tôi 40 pixel như vậy. Rồi tiếp theo thì đây thì tôi lại có cái class này bằng new letter như vậy. Thì tôi copy qua và tôi sẽ viết style cho nó. Thì tôi sẽ viết style ở bên dưới này. Rồi cái new letter này thì tôi cũng cho nó cái thuộc tính là background color. Tôi cũng cho nè, tôi sẽ cho cái mã màu là primary color này. Rồi tiếp theo thì tôi cần cái padding cho nó. Padding thì tôi sẽ cho padding top là 35 và padding right là 0 pixel. Đó, tôi đi cho sạch. Rồi tôi defend lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã thay đổi lại cái màu background của tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì ở trong này thì nó lại có cái class là bằng Joy như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Bên trong cái class Joy này thì nó lại có cái thẻ H6. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ H6 này.
tiện thì tôi cũng có cái cho nó cái phông sàn. Phông sàn tôi cho nó là 22 pixel. Theo mình tôi cho nó cái phông quay. Tôi cho là 400. Tiếp theo này tôi cho nó cái color. Tôi cho là không. Rồi tiếp theo thì căn này float thì tôi cho nó float là left. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin. Tôi cho nó cái margin right. Tôi cho nó là 5%. Tiếp theo thì tôi cho nó cái margin top. Tôi cho là 10 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là letter spacing hoặc cách chữa các chữ. Thì tôi cho nó là 1 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là font family. Tôi cho là cái font nó như vậy, là cái kiểu Lato Regular. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái padding. Tôi cho là 0. Rồi tôi cho xanh. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì cái chữ bây giờ nó thay đổi như vậy. Đó, cái phông nó trường nó như vậy và size nó bự như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn viết style cho cái text box, cái ô text box này, input này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi có cái input. Và trong nó thì tôi có cái thoại. Thoại tôi cho nó là bằng thép. Đó. Thì đây đây là cái thẻ input này. Đó, tôi viết style cho thẻ này. Và cái thẻ nó là test thì bằng, nên là tôi ghi nó như vậy. Rồi tiếp theo thì cái này thì tôi sẽ cho nó cái width. Tôi cho là 38%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái color. Color thì tôi sẽ cho nó cái màu là thẳng. Tôi sẽ thẳng C3. Như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là letter spacing. Đây tôi copy chỗ này thôi nha. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái phông quay là 300. Tôi copy cái thuộc tính ở trên này xuống. Tôi sửa lại là thành 300. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái phông size. Phông size. Phông size tôi sẽ cho nó là 15 pixel. Tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là padding. Thì tôi có cái padding top là 10 pixel. Line là 10 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái input này nó đang, cái ô text box này nó đã bự ra như vậy và nó dài ra như vậy. Theo thì tôi muốn cho nó cái text box này nó có cái border ở bên xung quanh, tôi sẽ đi làm như sau. Tôi cũng sẽ gọi hàng cầu input add border và tôi sẽ cho nó cái size nó là tôi cho là 305 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái mã màu là thẳng E4. Rồi tiếp theo thì cái position thì tôi sẽ cho là on, tức là tất cả các cạnh. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái outline là cái thuộc tính khi mà người ta lê chuột rồi thì tôi cũng không muốn cho nó có cái outline thì tôi sẽ cho thêm nó cái thuộc tính này. Tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là phông family thì tôi sẽ copy ở trên này xuống thì tôi cũng cho nó cái phông family giống như trên này luôn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái text line để cho nó căn nền cái chữ. Thì tôi sẽ căn nền cho nó ở bên trái thì tôi cho là nét màu xanh. Rồi tôi sẽ refresh trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã có thêm cho tôi cái border xung quanh như vậy. Đó. Và khi tôi nick chuột vào đây thì nó cái chữ nó sẽ là bằng empty và khi tôi để chuột ra ngoài thì cái chữ nó như vậy.
cái chữ bên trong nó là chẳng hạn như các bạn thấy nhỏ quá thì các bạn cũng có thể cho nó bự hơn. Chẳng hạn như là tôi cho là 17 pixel chẳng hạn. Rồi tôi đi phép để trình duyệt. Đó thì cái chữ nó bự hơn như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái button subscribe này. Thì tôi cũng có cái thẻ input style này thì tôi sẽ copy chỗ này xuống. Và tôi chỉnh sửa cho nó nhanh. Input này thì tôi sẽ sửa lại cái style là bằng submit. Rồi, cái này thì tôi cũng cho nó cái thuộc tính outline đồng nhân luôn. Đây, copy xuống là nhanh. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là cursor. Thì tôi cho là pointer. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái quick. Thì tôi cho là 22%. Rồi, tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là padding. Padding thì tôi cho padding top là 11 pixel. Padding right là 0 pixel. Và padding bottom thì tôi cho là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái background. Background thì tôi sẽ cho cái mẫu màu thăng 81 6263. Rồi tiếp theo thì cái màu chữ thì tôi có cái thuộc tính là color. Tôi cho là cái chữ màu trắng thì tôi sẽ cho là thăng FFF. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái không sai. Thì tôi cho nó là 19 pixel. Còn tiếp theo thì tôi cho nó cái không quay. Quay tôi cũng cho là 400 luôn thì copy trên này xuống nha. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái mặt pin. Pin thì tôi sẽ cho một cái top là 0, pin line là 0, cao tầm là 0. Và mặt pin nét thì tôi cho là âm 3 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ cho cái border. Border thì tôi cho là none, không cần border. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là vết kích up edit. Tôi cho là đây. Rồi tôi nick cho site. Rồi tôi đi phép chỉnh dần. Đó, như vậy là cái button subscribe nó như vậy. Rồi cái chỗ này thì nó trông nó chưa có căn bằng với cái cột text box này, thì tôi sẽ sửa lại cái padding cho nó. Thì đây về cái padding chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành 12, và cái chỗ padding top là 12 và padding bottom thì tôi cho lại thành 14 thôi. Tôi cho sạch. Rồi tôi đi phép để chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ cái button này nó đã cao bằng với lại cái ô text box này. Đó. Thì cái video của tôi cũng khá dài rồi thì tôi xin tạm dừng cái phần 1 ở đây. Thì phần 2 tôi sẽ tiếp tục làm cái phần footer ở bên dưới này. Tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây.